Đây là Xiao Quibin, 27 tuổi, ở Quý Châu, Trung Quốc, còn gọi là Tiêu Quý Bình. Vì mâu thuẫn tiền cờ bạc trong thời gian đi du lịch tại Việt Nam, Tiêu Quý Bình đã ra tay sát hại bạn đồng hương là Bao Đăng Bình, phân xác rồi ném xuống sông Hàn, Đà Nẵng. Vụ việc gây chấn động dư luận. Còn đây là hiện trường đầy ám ảnh của vụ nổ súng cướp tài sản tại sới bạc ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2020. Vì mâu thuẫn trong lúc chơi bạc, hung thủ sau đó đã quay lại dùng súng AK bắn tử vong tại chỗ 4 người cướp tài sản. Điều đáng nói, hung thủ vốn là một cán bộ công an được đánh giá là có ý chí phấn đấu, nhưng vì say máu đỏ đen mà sa ngã rồi gây nên tội ác ghê rợn không thể dung thứ. Còn đây là chân dung nhóm đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến kinh hoàng vì nợ tiền cờ bạc vào tháng 2/2020 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. May mắn, nạn nhân chỉ bị trọng thương, nhưng vụ việc cũng gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. Có thể thấy, các vụ án hình sự như giết người, cướp của, trộm cắp hay cố ý gây thương tích, v.v. có liên quan trực tiếp từ hành vi đánh bạc của hung thủ hoặc nạn nhân hiện đang xảy ra thường xuyên và phức tạp. Nghiện cờ bạc có nam, có nữ, có người trẻ tuổi, còn có cả những bậc cao niên. Khi quá say máu đỏ đen, cháy túi vì bài bạc, họ sẵn sàng thực hiện các hành vi phạm pháp manh động và nguy hiểm. Như người phụ nữ này, để có tiền chơi cờ bạc, đối tượng đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản học sinh và 19 vụ trộm tài sản tại các trường học ở Hậu Giang. Em bị thất nghiệp, rồi sáng em có ẩm con, em đòi đi ra trước chơi thì em thấy vòng vòng đó, mấy người đó người ta đánh số mà người ta trúng nhiều nên em ham có ý định đó. Rồi em chơi thì cả ngày nó cũng có trúng, nhưng rồi thua thì nhiều không trúng nên em không làm chứ. Còn nam thanh niên này vì mê cá độ đã cả gan lừa bạn mình lấy ô tô trị giá hơn 900 triệu đồng đem cầm 100 triệu đồng. Chơi đá banh, em nợ số tiền 20 mấy triệu nên em cũng nảy ý định cầm xe của anh Cần. Xong thì em mới cầm tiền lấy tiền xong thì em chơi có đá banh thắng thua hết. Cũng như ma túy, ma men, tầm ảnh hưởng tiêu cực của ma đỏ đen đối với đời sống xã hội rất lớn. Bởi khi đã lún sâu vào cờ bạc thì con bạc sẽ tự phá hủy nhân cách của mình, đi vào con đường cầm cố, bán nhà cửa, đất đai, cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tất cả đều dẫn đến ngõ cụt cho bản thân và tạo nên một mảng tiêu cực cho xã hội. Cua lúc này là anh bắt đầu phải đi tìm quay tất cả những gì tài sản trong nhà hoặc bản thân anh có cái tài sản hay là thế chấp, và từ cái thế chấp đó dẫn đến nợ nần và đấy là nguồn để mà vấn đề mà tội phạm nó bắt đầu nảy sinh ra với. Tại cờ bạc không phân biệt lứa tuổi, giới tính, trình độ học vấn và nó diễn ra mọi lúc, mọi nơi với nhiều thủ đoạn, hình thức hấp dẫn để lôi cuốn người tham gia. Hậu quả nhãn tiền của tệ nạn này luôn hiển hiện, nhưng vẫn có không ít người lao vào như con thiêu thân để rồi làm khổ gia đình, gánh nặng cho xã hội. Vậy nên, ngoài sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền cũng như nỗ lực đấu tranh triệt phá các ổ cờ bạc của lực lượng chức năng, cần thiết nhất vẫn là ý thức của mọi người đối với tệ nạn này.